Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn nếu tất cả Pháp đều bản tánh không, mà trong bản tánh không hoàn toàn không sai biệt, thì các đại Bồ Tát an trụ ở đâu mà phát khởi tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột với lời nguyện, ta sẽ chứng đắc quả vị đại giác ngộ. Bạch Thế Tôn, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, không có hai hành tướng, chẳng phải hai hành tướng để có thể chứng quả vị giác ngộ cao tột phật dạy này thiện hiện đúng vậy đúng vậy đúng như lời ông nói quả vị giác ngộ cao tột của chư phật không có hai hành tướng chẳng phải hai hành tướng để có thể chứng quả vị giác ngộ cao tột vì sao này thiện hiện vì bồ đề không hai cũng không có phân biệt nếu đối với bồ đề mà hành hai tướng có phân biệt thì chắc chắn không có thể chứng này thiện hiện các đại bồ tát đối với bồ đề chẳng hành hai tướng cũng chẳng phân biệt hoàn toàn không trụ vào đâu mà phát khởi tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột các đại bồ tát đối với tất cả pháp chẳng hành hai tướng cũng chẳng phân biệt hoàn toàn không có sở hành thì có thể chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột này thiện hiện sở cầu của các đại bồ tát là quả vị giác ngộ cao tột chẳng phải hành hai tướng mà có thể chứng đắc này thiện hiện các đại Bồ Tát sở hữu quả vị giác ngộ, hoàn toàn không có sở hành, đó là chẳng hành sắc, cũng chẳng hành thọ tưởng hành thức, chẳng hành nhãn xứ, cũng chẳng hành nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, chẳng hành sắc xứ, cũng chẳng hành thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng hành nhãn giới, cũng chẳng hành nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, chẳng hành sắc giới, cũng chẳng hành thanh hương vị xúc pháp giới, chẳng hành nhãn thức giới, cũng chẳng hành nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới chẳng hành nhãn xúc cũng chẳng hành nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, chẳng hành các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng hành các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng hành địa giới cũng chẳng hành thủy hỏa phong không thức giới, chẳng hành nhân duyên cũng chẳng hành đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên tăng thượng duyên, chẳng hành các pháp từ duyên sanh ra, chẳng hành vô minh, cũng chẳng hành hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than

cũng chẳng hành tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chẳng hành pháp không nội cũng chẳng hành pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh chẳng hành bốn niệm trụ cũng chẳng hành bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo chẳng hành thánh đế khổ cũng chẳng hành thánh đế tập diệt đạo chẳng hành bốn tịnh lự cũng chẳng hành bốn vô lượng bốn định vô sắc chẳng hành tám giải thoát cũng chẳng hành tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ chẳng hành pháp môn đà la ni cũng chẳng hành pháp môn tam ma địa chẳng hành pháp môn giải thoát không cũng chẳng hành pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chẳng hành bậc cực hỷ, cũng chẳng hành bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tọa, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tọa, bậc pháp vân, chẳng hành năm loại mắt, cũng chẳng hành sáu phép thần thông, chẳng hành mười lực Phật, cũng chẳng hành bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. 18 pháp Phật bất cộng, chẳng hành 32 tướng đại sĩ cũng chẳng hành 80 vẻ đẹp phụ thuộc, chẳng hành pháp không quên mất cũng chẳng hành tánh luôn luôn xả, chẳng hành trí nhất thiết cũng chẳng hành trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, chẳng hành quả dự lưu cũng chẳng hành quả nhất lai bất hoàn a la hán, quả vị độc giác Chẳng hành tất cả hạnh đại Bồ Tát cũng chẳng hành quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Vì sao? Này thiện hiện vì các đại Bồ Tát sở hữu quả vị giác ngộ chẳng duyên vào danh tiếng chấp ngã, ngã sở. Nghĩa là chẳng nghĩ thế này. Ta hành sắc, ta hành thọ tưởng hành thức, cũng chẳng nghĩ là ta hành nhãn xứ, ta hành nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, cũng chẳng nghĩ là ta hành sắc xứ, ta hành thanh hương vị xúc pháp xứ, cũng chẳng nghĩ là ta hành nhãn giới, ta hành nhĩ tĩ thiệt thân ý giới cũng chẳng nghĩ là ta hành sắc giới, ta hành thanh hương vị xúc pháp giới, cũng chẳng nghĩ là ta hành nhãn thức giới, ta hành nhĩ tĩ thể thân ý thức giới, cũng chẳng nghĩ là ta hành nhãn xúc, ta hành nhĩ tĩ thể thân ý xúc, cũng chẳng nghĩ là ta hành các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, ta hành các thọ do nhĩ tí thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng nghĩ là ta hành địa giới, ta hành thủy hỏa phong không thức giới, cũng chẳng nghĩ là ta hành nhân duyên, ta hành đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, cũng chẳng nghĩ là ta hành các pháp từ duyên sanh ra, cũng chẳng nghĩ là ta hành vô minh, ta hành hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não cũng chẳng nghĩ là ta hành bố thí ba la mật đa ta hành tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa cũng chẳng nghĩ là ta hành pháp không nội, ta hành pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh cũng chẳng nghĩ là ta hành bốn niệm trụ, ta hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Cũng chẳng nghĩ là ta hành thánh đế khổ, ta hành thánh đế tập diệt đạo. Cũng chẳng nghĩ là ta hành bốn tịnh lự, ta hành bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Cũng chẳng nghĩ là ta hành tám giải thoát, ta hành tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ. Cũng chẳng nghĩ là ta hành pháp môn đả la ni, ta hành Pháp môn Tam Ma địa cũng chẳng nghĩ là ta hành pháp môn giải thoát không, ta hành pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, cũng chẳng nghĩ là ta hành bậc cực hỷ, ta hành bậc đi cấu, bậc phát quang, bậc diệm tọa, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động bậc thiện tuệ, bậc pháp vân cũng chẳng nghĩ là ta hành năm loại mắt, ta hành sáu phép thần thông, cũng chẳng nghĩ là ta hành mười lực Phật, ta hành bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, cũng chẳng nghĩ là ta hành ba mươi hai tướng đại sĩ, ta hành tám mươi vẻ đẹp phụ thuộc cũng chẳng nghĩ là ta hành pháp không quên mất ta hành tánh luôn luôn xả cũng chẳng nghĩ là ta hành trí nhất thiết ta hành trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cũng chẳng nghĩ là ta hành quả dự lưu ta hành quả nhất lai bất hoàn a la hán quả vị độc giác cũng chẳng nghĩ là ta hành tất cả hạnh đại bồ tát ta hành quả vị giác ngộ cao tột của chư phật lại nữa thiện hiện các đại bồ tát sở hữu quả vị giác ngộ chẳng phải thủ mà hành chẳng phải xả mà hành cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn nếu đại bồ tát sở hữu quả vị giác ngộ chẳng thủ mà hành chẳng xả mà hành thì các đại bồ tát sở hữu quả vị bồ đề sẽ hành chỗ nào? Phật dạy, này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Các hóa thân của Phật sở hữu quả vị giác ngộ sẽ hành chỗ nào? Có phải thủ mà hành? Có phải xả mà hành chăng? Thiện hiện đáp, bạch thế tôn không? Bạch thiện thệ không? Các hóa thân của Phật thật không có sở hữu thì sao có thể nói là sở hữu quả vị giác ngộ? Có chỗ tu hành, hoặc thủ hoặc xả, Phật dạy này thiện hiện theo ý ông thì sao? Quả vị giác ngộ trong mộng của A-la-hán sẽ hành chỗ nào? Có phải thủ mà hành, có phải xả mà hành chăng? Thiện hiện đáp bạch thế tôn không, bạch thiện thệ không? Các A-la-hán, các lậu vĩnh tận, hôn trầm, thùy miên, triển cái đều diệt, rốt giáo không mộng. Thì làm sao mà có quả vị giác ngộ trong mộng, có chỗ tu hành hoặc thủ hoặc xả, phật dạy này thiện hiện các đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa sở hữu quả vị giác ngộ cũng giống như thế chẳng phải thủ mà hành chẳng phải xả mà hành hoàn toàn không có chỗ hành vì bản tánh không vậy lúc bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn nếu đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa sở hữu quả vị giác ngộ chẳng phải thủ mà hành chẳng phải xả mà hành hoàn toàn không có chỗ hành nghĩa là chẳng hành sắc cũng chẳng hành thọ tưởng hành thức, chẳng hành nhãn xứ, cũng chẳng hành nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, chẳng hành sắc xứ, cũng chẳng hành thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng hành nhãn giới, cũng chẳng hành nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, chẳng hành sắc giới, cũng chẳng hành thanh hương vị xúc pháp giới, chẳng hành nhãn thức giới, cũng chẳng hành nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, chẳng hành nhãn xúc, cũng chẳng hành nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, Chẳng hành các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra Cũng chẳng hành các thọ do nhĩ tí thể thân ý xúc làm duyên sanh ra Chẳng hành điện giới Cũng chẳng hành thủy hỏa phong không thước giới Chẳng hành nhân duyên Cũng chẳng hành đẳng vô gián duyên Sở duyên duyên tăng thượng duyên Chẳng hành các pháp từ duyên sanh ra Chẳng hành vô minh cũng chẳng hành hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ ưu não chẳng hành bố thí ba la mật đa cũng chẳng hành tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chẳng hành pháp không nội cũng chẳng hành pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tàn mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không

chẳng hành bốn niệm trụ cũng chẳng hành bốn tránh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo chẳng hành thánh đế khổ cũng chẳng hành thánh đế tập diệt đạo chẳng hành bốn tịnh lự cũng chẳng hành bốn vô lượng bốn định vô sắc chẳng hành tám giải thoát cũng chẳng hành tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ chẳng hành pháp môn đà la ni cũng chẳng hành pháp môn tam ma địa chẳng hành pháp môn giải thoát không cũng chẳng hành pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng hành bậc cực hỷ cũng chẳng hành bậc ly cấu bậc phát quang bậc diệm tọa bậc cực nan thắng bậc hiện tiền bậc viễn hành bậc bất động bậc thiện tọa bậc pháp vân chẳng hành năm loại mắt cũng chẳng hành sáu phép thần thông chẳng hành mười lực phật cũng chẳng hành bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả mười tám pháp phật bất cộng chẳng hành 32 tướng đại sĩ, cũng chẳng hành 80 vẻ đẹp phụ thuộc, chẳng hành pháp không quên mất, cũng chẳng hành tánh luôn luôn xả, chẳng hành trí nhất thiết, cũng chẳng hành trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng hành quả dự lưu cũng chẳng hành quả nhất lai bất hoàn a la hán quả vị độc giác chẳng hành tất cả hạnh đại bồ tát cũng chẳng hành quả vị giác ngộ cao tột của chư phật thì bạch thế tôn đại bồ tát đâu chẳng hành bố thí ba la mật đa chẳng hành tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chẳng hành pháp không nội chẳng hành pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh chẳng hành bốn niệm trụ chẳng hành bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo chẳng hành thánh đế khổ, chẳng hành thánh đế tập diệt đạm, chẳng hành bốn tịnh lự, chẳng hành bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng hành tám giải thoát, chẳng hành tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, chẳng hành tất cả pháp môn đà la ni, chẳng hành tất cả pháp môn tam ma địa, chẳng hành pháp môn giải thoát không, chẳng hành pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Chẳng nhập tránh tánh ly sanh của Bồ Tát, chẳng hành bậc cực hỷ, chẳng hành bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, chẳng hành năm loại mắt, chẳng hành sáu phép thần thông, chẳng hành mười lực Phật, chẳng hành bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, chẳng hành ba mươi hai tướng đại sĩ, chẳng hành tám mười vẻ đẹp phụ thuộc, chẳng hành pháp không quên mất, chẳng hành tánh mượn luôn, luôn xả, chẳng hành trí nhất thiết, chẳng hành trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, chẳng an trụ thần thông thủ thắng của Bồ Tát thành thuộc hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật mà chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Phật dạy, này thiện hiện không các đại bồ tát sở hữu quả vị giác ngộ tuy không có chỗ hành nhưng các đại bồ tát cần phải hành bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa cần phải hành pháp không nội pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tàn mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng Pháp không tất cả Pháp, Pháp không chẳng thể nắm bắt được. Pháp không không tánh, Pháp không tự tánh, Pháp không không tánh tự tánh. Cần phải hành bốn niệm trụ, bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, Cần phải hành thánh đế khổ tập diệt đạo, cần phải hành bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cần phải hành tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, cần phải hành tất cả pháp môn đà la ni, tất cả pháp môn tam ma địa, cần phải hành pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, cần phải nhập tránh tánh ly sanh của Bồ Tát, cần phải hành bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng bậc hiện tiền bậc viễn hành bậc bất động bậc thiện tuệ bậc pháp vân cần phải hành năm loại mắt sáu phép thần thông cần phải hành 10 lực phật bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, cần phải hành 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp phụ thuộc, cần phải hành pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, cần phải hành trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cần phải an trụ thần thông thủ thắng của Bồ Tát, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Khi ấy, cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát sở hữu quả vị giác ngộ. Nếu không có chỗ tu hành thì sẽ không có đại Bồ Tát, chẳng an trụ bố thí ba la mật đa, chẳng an trụ tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, tu hành lâu dài, khiến được viên mãn, chẳng an trụ pháp không nội, chẳng an trụ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp Pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, tu hành lâu dài khiến được viên mãn, chẳng an trụ, bốn niệm trụ, chẳng an trụ, bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo tu hành lâu dài khiến được viên mãn chẳng an trụ thành đế khổ chẳng an trụ thành đế tập diệt đạo tu hành lâu dài khiến được viên mãn chẳng an trụ bốn tịnh lự chẳng an trụ bốn vô lượng bốn định vô sắc tu hành lâu dài khiến được viên mãn chẳng an trụ tám giải thoát chẳng an trụ tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ tu hành lâu dài khiến được viên mãn chẳng an trụ tất cả pháp môn đả la ni, chẳng an trụ tất cả pháp môn tam ma địa, tu hành lâu dài khiến được viên mãn, chẳng an trụ pháp môn giải thoát không, chẳng an trụ pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, tu hành lâu dài khiến cho viên mãn, chẳng nhập tránh tánh ly sanh của Bồ Tát, chẳng an trụ bậc cực hỷ, chẳng an trụ bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân tu hành lâu dài khiến được viên mãn chẳng an trụ năm loại mắt chẳng an trụ sáu phép thần thông tu hành lâu dài khiến được viên mãn chẳng an trụ mười lực phật chẳng an trụ bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả mười tám pháp phật bất cộng tu hành lâu dài khiến được viên mãn chẳng an trụ ba mươi hai tướng đại sĩ chẳng an trụ tám mươi vẻ đẹp phụ thuộc tu hành lâu dài khiến được viên mãn chẳng an trụ pháp không quên mất chẳng an trụ tánh mươn luôn, luôn xả tu hành lâu dài khiến được viên mãn chẳng an trụ trí nhất thiết chẳng an trụ trí đạo tướng trí nhất thiết tướng tu hành lâu dài khiến được viên mãn chẳng an trụ thần thông thủ thắng của bồ tát thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi phật tu hành lâu dài khiến cho viên mãn để đắc quả vị giác ngộ cao tột phật dạy này thiện hiện không này thiện hiện các đại bồ tát sở hữu quả vị giác ngộ tuy không có chỗ tu hành nhưng các đại bồ tát cần phải an trụ bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa tu hành lâu dài khiến được viên mãn cần phải an trụ pháp không nội pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tản mạng pháp không không đổi khác pháp không bà bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, tu hành lâu dài khiến được viên mãn cần phải an trụ bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, tu hành lâu dài khiến được viên mãn. Cần phải an trụ thánh đế khổ, tập diệt đạo, tu hành lâu dài khiến được viên mãn. Cần phải an trụ bốn tịnh ngự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tu hành lâu dài khiến được viên mãn cần phải an trụ tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ, tu hành lâu dài khiến được viên mãn. Cần phải an trụ tất cả pháp môn đà la ni, tất cả pháp môn tam ma địa tu hành lâu dài khiến được viên mãn, cần phải an trụ pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, tu hành lâu dài khiến được viên mãn, cần phải nhập tránh tánh ly sanh của Bồ Tát, cần phải an trụ bậc cực hỷ, bậc ti cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, tu hành lâu dài khiến được viên mãn, cần phải an trụ năm loại mắt, sáu phép thần thông tu hành lâu dài khiến được viên mãn. Cần phải an trụ mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, tu hành lâu dài khiến được viên mãn, cần phải an trụ ba mươi hai tướng đại sĩ, tám mươi vẻ đẹp phụ thuộc, tu hành lâu dài khiến được viên mãn, cần phải an trụ pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, tu hành lâu dài khiến được viên mãn, cần phải an trụ trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, tu hành lâu dài khiến được viên mãn, cần phải an trụ thần thông thủ thắng của Bồ Tát, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, tu hành lâu dài khiến được viên mãn, mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột này thiện hiện nếu đại bồ tát tu các thiện căn chưa thật viên mãn thì chẳng bao giờ chứng đắc sở cầu là quả vị giác ngộ cao tột lại nữa thiện hiện nếu Đại Bồ Tát muốn đắc quả vị giác ngộ cao tột thì nên an trụ bản tánh không của sắc, nên an trụ bản tánh không của thọ tưởng hành thức, nên an trụ bản tánh không của nhãn xứ, nên an trụ bản tánh không của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, nên an trụ bản tánh không của sắc xứ, nên an trụ bản tánh không của thanh hương vị xúc pháp xứ, nên an trụ bản tánh không của nhãn giới, nên an trụ bản tánh không của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, nên an trụ bản tánh không của sắc giới nên an trụ bản tánh không của thanh hương vị xúc pháp giới, nên an trụ bản tánh không của nhãn thức giới, nên an trụ bản tánh không của nhĩ tí thiệt thân ý thức giới, nên an trụ bản tánh không của nhãn xúc, nên an trụ bản tánh không của nhĩ tí thiệt thân ý xúc, nên an trụ bản tánh không của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, nên an trụ bản tánh không của các thọ do nhĩ tí thiệt thân ý xúc làm duyên sinh ra nên an trụ bản tánh không của địa giới, nên an trụ bản tánh không của thủy hỏa phong không thức giới, nên an trụ bản tánh không của nhân duyên, nên an trụ bản tánh không của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên. Nên an trụ bản tánh không của các pháp từ duyên sanh ra, nên an trụ bản tánh không của vô minh, nên an trụ bản tánh không của hành thức, danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não, nên an trụ bản tánh không của bố thí ba la mật đa, nên an trụ bản tánh không của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, nên an trụ bản tánh không của pháp không nội nên an trụ bản tánh không của pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tàn mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh nên an trụ bản tánh không của bốn niệm trụ nên an trụ bản tánh không của bốn tránh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo nên an trụ bản tánh không của thánh đế khổ nên an trụ bản tánh không của thánh đế tập diệt đạo nên an trụ bản tánh không của bốn tịnh lự nên an trụ bản tánh không của bốn vô lượng bốn định vô sắc nên an trụ bản tánh không của tám giải thoát nên an trụ bản tánh không của tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ nên an trụ bản tánh không của pháp môn đà la ni nên an trụ bản tánh không của pháp môn tam ma địa nên an trụ bản tánh không của pháp môn giải thoát không, nên an trụ bản tánh không của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, nên an trụ bản tánh không của bậc cực thị nên an trụ bản tánh không của bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, nên an trụ bản tánh không của năm loại mắt, nên an trụ bản tánh không của sáu phép thần thông, nên an trụ bản tánh không của mười lực Phật, nên an trụ bản tánh không của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng nên an trụ bản tánh không của 32 tướng đại sĩ nên an trụ bản tánh không của 80 vẻ đẹp phụ thuộc nên an trụ bản tánh không của pháp không quên mất nên an trụ bản tánh không của tánh luôn luôn xả nên an trụ bản tánh không của trí nhất thiết nên an trụ bản tánh không của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng nên an trụ bản tánh không của quả dựng lưu nên an trụ bản tánh không của quả nhất lai bất hoàn a la hán quả vị độc giác nên an trụ bản tánh không của tất cả hạnh đại Bồ Tát, nên an trụ bản tánh không của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, nên an trụ bản tánh không của tất cả Pháp, nên an trụ bản tánh không của tất cả hữu tình, tu các công đức khiến viên mãn rồi, mới chứng quả vị giác ngộ cao tột này thiện hiện bản tánh không của các pháp ấy và bản tánh không của hữu tình vô cùng tịch tịnh không có pháp nhỏ nào có thể tăng có thể giảm có thể xanh có thể diệt có thể đoạn có thể thường có thể nhiễm có thể tịnh có thể đắc quả có thể hiện quán này thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát nương vào thế tục mà nói phô diễn các pháp, cho nên nói tu bát nhã ba la mật đa, như thật rõ biết bản tánh không rồi, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, chứ chẳng phải là chân thắng nghĩa. Vì sao? Vì trong chân thắng nghĩa, không có sắc có thể nắm bắt được, cũng không có thọ tưởng hành thức có thể nắm bắt được, không có nhãn xứ có thể nắm bắt được, cũng không có nhĩ tĩ thể thân ý xứ có thể nắm bắt được không có sắc xứ có thể nắm bắt được, cũng không có thanh hương vị xúc pháp xứ có thể nắm bắt được, không có nhãn giới có thể nắm bắt được, cũng không có nhĩ tí thể thân ý giới có thể nắm bắt được, không có sắc giới có thể nắm bắt được cũng không có thanh hương vị xúc pháp giới có thể nắm bắt được, không có nhãn thức giới có thể nắm bắt được, cũng không có nhĩ tĩ thể thân ý thức giới có thể nắm bắt được, không có nhãn xúc có thể nắm bắt được, cũng không có nhĩ tĩ thể thân ý xúc có thể nắm bắt được không có các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra có thể nắm bắt được, cũng không có các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sinh ra có thể nắm bắt được, không có địa giới có thể nắm bắt được, cũng không có thủy hỏa phong không thức giới có thể nắm bắt được, không có nhân duyên có thể nắm bắt được, cũng không có đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên có thể nắm bắt được, không có các pháp từ duyên sinh ra có thể nắm bắt được, không có vô minh có thể nắm bắt được cũng không có hành thức, danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh não tử sầu than khổ yêu não có thể nắm bắt được không có bố thí ba la mật đa có thể nắm bắt được, cũng không có tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa có thể nắm bắt được, không có pháp không nội có thể nắm bắt được, cũng không có pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt giáo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được. Pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh có thể nắm bắt được không có bốn niệm trụ có thể nắm bắt được, cũng không có bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo có thể nắm bắt được, không có thánh đế khổ có thể nắm bắt được, cũng không có thánh đế tập diệt đạo có thể nắm bắt được, không có bốn tịnh lự có thể nắm bắt được, cũng không có bốn vô lượng, bốn định vô sắc có thể nắm bắt được không có tám giải thoát có thể nắm bắt được, cũng không có tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ có thể nắm bắt được không có pháp môn đà la ni có thể nắm bắt được cũng không có pháp môn tam ma địa có thể nắm bắt được không có pháp môn giải thoát không có thể nắm bắt được cũng không có pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện có thể nắm bắt được không có bậc cực hỷ có thể nắm bắt được cũng không có bậc ly cấu bậc phát quang bậc diệm tuệ bậc cực nan thắng bậc hiện tiền bậc viễn hành bậc bất động bậc thiện tuệ bậc pháp vân có thể nắm bắt được không có năm loại mắt có thể nắm bắt được, cũng không có sáu phép thần thông có thể nắm bắt được, không có mười lực phật có thể nắm bắt được, cũng không có bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi đại hỷ đại xả mười tám pháp phật bất cộng có thể nắm bắt được. Không có 32 tướng đại sĩ có thể nắm bắt được, cũng không có 80 vẻ đẹp phụ thuộc có thể nắm bắt được, không có pháp không quên mất có thể nắm bắt được, cũng không có tánh luôn luôn xả có thể nắm bắt được, không có trí nhất thiết có thể nắm bắt được, cũng không có trí đạo tướng trí nhất thiết tướng có thể nắm bắt được, không có quả dự lưu có thể nắm bắt được cũng không có quả nhất lai, bất hoàn, A-la-hán, quả vị độc giác có thể nắm bắt được. Không có tất cả hạnh đại Bồ Tát có thể nắm bắt được, cũng không có quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật có thể nắm bắt được. Không có người hành hạnh đại Bồ Tát có thể nắm bắt được, cũng không có người hành quả vị giác ngộ cao tột có thể nắm bắt được này thiện hiện các pháp như thế đều nương vào ngôn từ thế tục mà phô diễn chẳng y cứ vào thắng nghĩa này thiện hiện các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa từ khi mới phát tâm tuy rất hăng hái vì các hữu tình hành hạnh bồ đề nhưng đối với tâm này hoàn toàn không có sở đắc đối với các hữu tình cũng không có sở đắc đối với đại bồ đề cũng không có sở đắc đối với phật bồ tát cũng không có sở đắc